Rồi chạy đám, nếu mình rỡ một con phun 1 là 2.000 nha mấy. Rồi tức điên là bán nhanh lẹ nha. Đây phun 1 là 2.000 đây. Đó, phun 1 là 2.000. Rồi bình xăng số 0 nè, là 2.000 nha mấy. Rồi bán bình xăng trước nha anh em. Ai mua bán máy luôn. Rồi bán bình xăng con trước nè. Rồi test thử nha mấy. Test thử nha, bình xăng con hiện ra bao dữ luôn. Rồi đạp nhẹ cái nổ luôn. Đó, cái nổ mấy. Cái nổ nha. Garanti thì thầm luôn, garanti nè. Đó, garanti nha anh em. Thì thầm nha. Sạch ra. Garanti quá dữ luôn anh em. Quá dữ luôn nha. Đó, quá dữ luôn. Rồi vô bọn đẹp luôn. Rồi bán bình xăng con nha anh em. Đó, bình xăng con nè, ra những nhựa im ru. Không một tiếng nào luôn, lên ra im ru. Rồi lên ra thử luôn. Dữ em ơi, nổ em ru nha anh em, buông ra nổ thì thầm luôn, nó nghe nổ nè, thì thầm luôn nha anh em, thì thầm luôn. Rồi bình xăng con bán rẻ nha lẹ luôn, 600 đồng bao ship, combo bình xăng con boe, đó 600 đồng bao ship, bán giá đại giá nhanh lẹ luôn. Rồi máy nổ nè, thì thầm không tiếng động lạ luôn, ET13 nha anh em. Rồi nắp đẹp luôn nè, nắp đẹp luôn, này là dán keo nè mày, về tháo keo ra. Rồi bán cục máy luôn. Máy này là luôn bộ giấy luôn nha mày, bán cục máy là luôn bộ giấy nha, luôn số khuôn nha anh em. Đó, bộ giấy nè. Khuôn 1 đời 2000 đăng rồi đăng ký năm 2001. Đó. Này biển số Quảng Ninh nha, 14 Quảng Ninh. 656505 luôn. Đó, giấy tờ bên chấp nha anh em. Rồi bán bình xăng con là 650 bao ship nha. Rồi cái này bị lai cục đề rồi. Đó này anh em nào mua thì mình để cục đề theo, rồi bán cục máy luôn anh em ơi. Cục máy là luôn kèm biển số cà vẹt số khuôn nha anh em. 7 triệu bao ship nha. Số máy này cái nãy này em cũng kiểm tra luôn. Máy móc thì cũng không biết chưa bung hay không mà bán đại luôn đi. Máy siêu êm nha anh em. 7 triệu bao ship luôn. Giá bán rẻ luôn, 7 triệu bao ship luôn. Đó là 7 triệu bao ship luôn. Luôn biển số cà vẹt số khung cho anh em xài chơi luôn. Số khung thôi nha anh em ơi, 7 triệu bao ship nha. Thay cục đề khác cho anh em xài luôn, đề lâu rồi. Thay đề khác luôn. 7 triệu bao ship. Đó ra thì nổ thì thầm nha anh em ơi. Máy im bao im nha anh em. Máy im ru luôn nha. Rồi anh em nào mua thì mình rã bán thôi. 7 triệu bao ship nha. Rồi bình xăng con là siêu im luôn. Đây bình xăng con đây. Bình xăng con nè. Không một giọt chảy xăng dương nha anh em. Không một giọt chảy xăng dương nha. Giá này đã bán rẻ cho em xài chơi luôn chứ cái máy nào mà. Nguyên bộ giấy luôn có 7 triệu thôi. Xăng này bị chảy nè, chảy cái lượt xăng này phải bị gì mấy. Nè, có que luôn nha anh em. Đó. Bao cho anh em là điện lửa zin nha, điện lửa zin. Đó nhờ hình. Cục máy là 7 triệu bao ship, đời máy Thái ET nha. Đó máy thì máy này biết đầu chắc rớt rồi nha anh em, đầu chắc rớt rồi. Mà giữa vô trẻ nha. 7 triệu bao ship. Đó máy nổ nè. Im ru luôn đi, im ru nha anh em. Này là xăng chảy nè, xăng có cái này chảy nha. Đó, 7 triệu bao ship cục máy, mã nổ im ru, bao im luôn. Bình xăng con là bao dữ luôn nè, nổ nghe thì thầm luôn. Tiếng bô nổ vậy không mua gì nè em. Cục máy là 7 triệu để về nha. Đó nổ nè. Đó, 7 triệu bao ship luôn biển số cà vẹt số khung. Rồi, anh em nào cần liên hệ nha em ơi. Rồi xin chào nha anh em.